Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Quý vị thân mến, tuổi Nhâm Tuất là một trong những tuổi mà có giàu lòng trắc ẩn và vị tha. Họ luôn tìm cách giúp đỡ những người khó khăn và lấy đó làm động lực để có thể làm lý tưởng sống cho mình. Bởi vậy mà những người này thường cả đời gặp nhiều may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Nếu như mà phải lựa chọn giữa tiền bạc, địa vị và danh dự thì họ sẽ chắc chắn là sẽ chọn danh dự và nhân phẩm của mình. Chính vì thế mà họ sẽ không bao giờ làm trái với đạo đức, làm tổn hại đến chữ tín và phẩm chất của con người mình. Những lúc gặp phải khó khăn gian khổ, tình yêu chính là động lực để giúp cho người tuổi Tuất mệnh thủy chinh phục thử thách và cân bằng với cuộc sống của mình. Bước sang năm 2021 thì tuổi Nhâm Tuất đã phạm phải hình thái tuế, khiến cho vận trình làm ăn thì không được tốt, dễ gặp đối thủ và dễ bất hòa giữa các mối quan hệ, thậm chí có thể tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Vậy thì trong năm 2021 này, vận hạn của tuổi Nhâm Tuất năm 1982 sẽ xảy ra những biến cố như thế nào và cách hóa giải phong thủy đối với cái bên tuổi Nhâm Tuất năm 1982 với vật phẩm phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo này ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi video nhé. Năm 2021 Tân Sửu, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 đã bước vào cái độ tuổi 40, không phạm kim lâu, có quan hệ tương hình với thái tuế, lại có thương quan và kiếp tài xuất hiện. Vận trình làm ăn của tuổi Nhâm Tuất không được tốt, dễ gặp đối thủ, dễ bất hòa với anh em họ hàng, thậm chí còn bị lôi kéo phá sản. Các mối quan hệ trong cuộc sống thì không có ổn định và có điểm xung đột với lệ lãnh đạo. Ngoài ra thì về sức khỏe thì thể chất rất là dễ bị đau ốm, sa sút. Bước sang năm 2021 này thì tuổi Nhâm Tuất 1982 khuyên bạn rằng là bạn không nên quá kỳ vọng nhiều vào cái năm này, bởi vì cái năm này là hung tinh sẽ mang nhiều đến cho bạn cái vận hạn, sự nghiệp thì sẽ thụt lùi. Chính vì thế mà các mối quan hệ sẽ bị đổ vỡ. Trong mọi trường hợp thì bạn luôn luôn phải cẩn thận. Đừng có bao giờ gặp một chút khó khăn thì lại lập tức than vãn. Con người bạn luôn phải nắm bắt cơ hội để có thể sống trong nghịch cảnh. Không ngừng trau dồi cái tính kiên trì, dũng cảm, nắm bắt cơ hội để cuộc sống có thể vươn lên. Năm 2021, thái tuế khiến thương quan tọa vận, sự nghiệp bị hao tổn, nhìn chung tuổi này thì gặp rất nhiều khó khăn, dễ bị chơi xấu, đối thủ thì chèn ép. Dễ nảy sinh các mối mâu thuẫn do tranh cãi, mối quan hệ với cấp trên, chính vì thế mà cũng không thuận lợi cho lắm. Chính vì vậy nên bạn phải có cái chính kiến của mình, nên lập ra kế hoạch càng chi tiết bao nhiêu thì mình sẽ bước đi càng vững chãi bấy nhiêu. Đó. Để có thể là giúp cho bạn hóa giải cái vận hạn thái tuế của năm 2021 này, thì thầy Gia Cát có khuyên các bạn nên sử dụng cái vật phẩm phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo. Đây trên tay tôi là Minh Quang Pháp Bảo, quý vị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Minh Quang Pháp Bảo này có hình lục giác sáu cạnh, gọi là hình lục giác sáu cạnh bởi vì nó có sáu cạnh ở đây quý vị nhé. Mỗi một cái cạnh thì in bộ lục tự đại minh chú có tên gọi là Umbani Padme Hum này, rất là sắc nét rõ ràng. Bộ lục tự đại minh chú này là bộ lục tự đại minh chú rất nổi tiếng ở bên Tây Tạng. Đây là thần chú rất nổi tiếng ạ. Quý vị có thể nhìn thấy mặt trước của Minh Quang Pháp Bảo in hình bông hoa sen đang nở rộ. Ngoài ra còn có viên cầu pha lê. Đây ạ, viên cầu pha lê trong suốt, trắng sáng. Đường nét hoa văn chạm khắc rất là tinh tế quý vị nhé. Đây ạ, đây cũng chạm khắc. Mặt sau của Minh Quang Pháp Bảo, đây có trong suốt đúng không ạ? Đấy. Mặt sau quý vị có thể nhìn thấy mặt sau nó cũng in hình bông sen. Nếu như có thể nhìn bằng mắt thường vào cái mặt sau này, hoặc là có thể dọi đèn pin vào thì sẽ thấy hiện lên Quan Thế Âm Bồ Tát và bài kinh kệ. Rất là đẹp ạ. Minh Quang Pháp Bảo được làm chế tác từ bạc S990. Đây là vật phẩm mà được chế tác từ bạc S990, là chất liệu được dùng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Minh Quang Pháp Bảo à. Trên này còn có cái móc nha quý vị nhé. Nếu không thích đeo dây da màu đen này thì quý vị có thể thay bằng cái dây bạc cũng được, vừa hợp thời trang và cũng rất là phong thủy. Điều đặc biệt ở đây đó là Minh Quang Pháp Bảo sẽ được thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ cát lành cho các bạn khi sử dụng vật phẩm này. Nếu như các bạn muốn cải vận cách tăng quý nhân, tăng tài lộc thì đừng quên là hãy sử dụng ngay một cái vật phẩm có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo này nhé.
Vật phẩm này rất là nhỏ gọn, chỉ có nặng có 6 gram thôi nên rất nhẹ, nam nữ đều có thể sử dụng được và rất là thời trang. Đây ạ, thương nhỏ cho các bạn nhìn thấy nha. Đẹp chưa? Đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp, nam nữ đều sử dụng được. Quý vị và các bạn muốn thỉnh cái vật phẩm Minh Quang Pháp Bản này thì hãy gọi ngay từ số hotline 0989349119 hoặc số 0392936336 để có thể thỉnh vật phẩm này nhé. Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công hơn nữa trong công danh sự nghiệp của mình. Và đừng quên là hãy thỉnh ngay cái vật phẩm Minh Quang Pháp Bản này để giúp mình cải vận nhé quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin chào.